Và sau đây một bài hát cái tiếp nữa mà Trường Dũng tặng cho khán giả, hơi buồn buồn tí nha, còn buồn hơn bài này. Bài hát được mang tên Sang Người Mình Yêu. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không biết. I love you. Ai lỡ mà nhậu mà ai lúc đi lo chia cho mọi bạn. Tiếng Đức hay quá. Ok. Quý vị nghe Trường Vũ hát hay không quý vị? Hát phê không quý vị? Ê quán, uống hết rồi đi vô. Người ta chào mời mà. Trường Vũ đó với lại em nghệ sĩ đó đi châu Âu vấn đề ăn ngủ thất thường. Nhất là cái Thảo Phan Dậu. Đăng lên Cạn ly. Yeah, Trường Vũ. Kính thưa quý vị, như bác sĩ nói là đem nghệ sĩ đi quê châu này á, ăn ngủ thất thường lắm. Thành ra vấn đề sức khỏe để đứng sân khấu trình diễn rất là quan trọng. Nếu mà không có những người lo cho anh em nghệ sĩ ăn uống rất là ngon. Ngày hôm nay khi mà Vân Sơn cùng với tất cả anh em nghệ sĩ đến đây đó thì buổi trưa đã đến được với lại một cái gia đình và gia đình này đã nấu những cái tô phở rất là ngon để cho anh em nghệ sĩ ăn. Vân Sơn đứng đây đại diện cho tất cả anh em nghệ sĩ cảm ơn gia đình của hai em Hiền đang ngồi ở giữa đây. Một tràng vỗ tay cho gia đình của Hiền. Nấu phở ngon lắm. Mai mốt mở tiệm phở chắc chắn là đắt. Bây giờ đã có tiệm neo phải không? Ok. Vân Sơn đã trong ngành này hơn 30 năm. Và trong đó thì Vân Sơn có 20 năm là thành lập trung tâm. Và đã sản xuất ra rất nhiều băng đĩa nhạc. Cũng như đã sản xuất ra rất là nhiều ca sĩ mà hiện nay còn đang trình diễn và được khán giả rất là mến mộ. Ví dụ như nam ca sĩ Trường Vũ chẳng hạn đã xuất thân từ trung tâm Vân Sơn. Nhưng mà trong cái nền kỹ nghệ âm nhạc của Việt Nam chúng ta đó, khi nói đến những ban nhạc DVD của những trung tâm thì chúng ta luôn luôn nhắc đến trung tâm Thúy Nga, có phải không ạ? Bởi vì trung tâm Thúy Nga là trung tâm lâu đời và trung tâm Thúy Nga đã có công là mang cái nền âm nhạc Việt Nam chúng ta đến với người Việt ở khắp nơi thế giới và đã đào tạo rất nhiều ca sĩ. Và rất nhiều ca sĩ hiện nay đang nổi tiếng vì trung tâm Thúy Nga. Thành ra những tài năng ở trung tâm Thúy Nga là những tài năng mà thực sự, bởi vì trung tâm Thúy Nga đang có rất nhiều ca sĩ ở trung tâm Thúy Nga. Thành ra những tài năng nào mà ở trung tâm Thúy Nga thì phải có một cái sự cạnh tranh về vấn đề nghề nghiệp rất là cao. Muốn đứng được trung tâm Thúy Nga và đứng vững, đứng và có thể đi hát được với lại người Việt Nam ở khắp nơi thế giới không phải là một chuyện đơn giản. Thì bây giờ Vân Sơn thì phép giới thiệu quý vị tiếng hát của một nữ ca sĩ chúng ta đang cộng tác với trung tâm Thúy Nga và được xem là một những con gà rất là cưng của trung tâm Thúy Nga, bởi vì tài năng của cô ta, sắc đẹp của cô ta và sự trình diễn thu hút của cô ta đã chinh phục rất nhiều khán giả, hàng triệu triệu khán giả của Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới. Chúng tôi xin mời quý vị hãy hướng vào sân khấu và dành một tràng vỗ tay thật đặc biệt, thật nồng nhiệt cho sự xuất hiện ngay vào giờ phút này của nữ ca sĩ La Mai.